Anh em đã trở lại với kênh Hiếu Video của Thái. Thì thời gian qua anh em đã ủng hộ mình rất nhiều, mình cũng cảm ơn anh em từ miền Bắc đến miền Nam. Thì có nhiều anh em cũng đã tin tưởng và mua bán nhanh gọn. Thì bên cạnh cũng có nhiều anh em chưa tin tưởng thì tiếp tục xem clip hôm nay. Và bên em bán là có trại chim cảnh tại số 5 đường Cao Thị Đậu, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Và số tài khoản, số Zalo điện thoại của em là 0976 5678 34 Hiếu Củ Chi, Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tiếp tục chương trình, em có về mấy thùng chim, mình để mình khu cho anh em xem ha. Đây mình ngó sơ qua, đây trên tay là 3 thùng chim, một thùng đây là 4 thùng. Thì clip hôm nay em sẽ khui tất cả những thùng chim về hôm nay nha. Thì chim bên em nhập và đóng đi mỗi ngày và nhận kiếm chim theo yêu cầu của anh em. Có nhiều cặp thì mình kiếm cũng chưa có, anh em cũng thông cảm nha, tại nó phải phụ thuộc vào giá cả và chất lượng nữa, bên mình mới kiếm được cho anh em tận tình và chú đáo. Thì không để anh em chờ lâu, tiếp tục hôm nay khui tiếp cặp Thái bông đỏ. Đây là cặp chim Thái bông đỏ 4 tháng tuổi cho anh em xem ha. Thì với những cặp như này thì anh em nuôi thêm thời gian thì nó sẽ chuyển qua sinh sản, hoặc là mình có thể nuôi gái gù, tùy anh em thôi ha, tùy mục đích anh em sử dụng thôi. Một cặp riêng của nó thì 95% một trống một mái nha anh em. Thì mình mà bán là mình bán đúng cặp riêng của nó, còn nó có thể xảy ra trường hợp là hai trống hoặc hai mái, cái điều này là nó cũng có nha anh em, nên mình bán mình báo trước cho anh em vậy ha. Tất cả những hàng mình bán đều có clip quay rõ ràng lại, và hàng có tặc lẩu hay không thì chúng ta tiếp tục khui thùng biết được nha anh em. Rồi đây, cặp đầu tiên, con đầu tiên trong thùng, lông lá đẹp từ mm, không có hư hao bất cứ cọng nào hết nha anh em, bụng đít bông luôn nè, cho anh em xem ha, xem rõ kỹ chi tiết. Tại vì anh em mua xa, mình bán online thì phải xem kỹ lưỡng. Con này là có khả năng trống nè, cườm đang trũa màu đen và tương đối khá đầy đủ rồi nha anh em. Anh em nhìn rõ không? Hiệu ứng của cái máy quay rồi. Đây, hiệu ứng nó rất rõ nha anh em. Đen. Và đầu bông khá đẹp, lồng lá mướt, bóng bẩy, mắt lưỡng nha. Mắt thì mắt vàng đen, hai màu nha anh em, mắt huyết rất đẹp. Thì những cặp chim này mình đã được tuyển chọn trên trại hết rồi, mình nhập về là trước khi mình nhập về trên trại thì mình đã tuyển chọn hết. Như cặp đây là mình mới nhập về nha anh em, ra cho anh em xem. Chân giò đầy đủ, 3 móng trước, 1 móng sau, có đủ bám đầy đủ hết ha, không què tặc gì hết. Con này có khả năng trống nè, tại vì con này to bự hơn, lông lá đẹp mướt mát bóng bẩy, cầm cũng không hết nắm tay, rất khỏe mạnh. Còn toàn chim mình bán cho anh em là khỏe mạnh hết nha, bay nhảy tốt, thả ra là bay mất đó. Thì có nhiều anh em hỏi là thắc mắc là mình có trại mà sao phải nhập. Anh em yên tâm, tại vì trại mình cũng đâu có thể là đủ bao quát hết đâu, mình phải nhập về từ các anh em khác hoặc là nhập bên Thái, tùy cặp tùy giống, tất cả nó đều hoàn thiện hết. Trại của mình thì sức chứa khoảng tầm 300 đôi, cũng không đủ đáp ứng cho anh em đâu, anh em chơi nhiều hàng độc lạ hơn nữa ha, mình phải ép buộc phải nhập thôi đó. Mình hiện tại thì mình trại mình chỉ cung cấp cho mình bán sản lượng tầm 30-40% thôi, chứ thế nào mà đầy đủ sản lượng 100% được, mình phải nhập các anh em khác, nhập bên Thái ha. Tiếp tục, con này ra, con này có khả năng mái nè, đó cho anh em xem ha, tham khảo luôn. Ăn uống rất khỏe, chân giò đầy đủ, mắt màu đen, mắt đen ha, con này là mắt đen nè, con này chắc có khả năng giống mẹ, trên trại báo về cho mình vậy. Chân giò là đủ, móng không cục móng ha, rồi khá ok, lông lá mướt, bóng bẩy, đẹp, bông đít cũng bông luôn ha, con giống chàng, con giống mẹ, đầu bông luôn, khá đẹp cho anh em xem. Thì với những dòng này á, anh em về nuôi á
thì mình ở đây mình nuôi được 4 tháng rồi, thời gian nó đã là tầm từ 6 tháng đến 1 năm 2 tháng tùy vào con ha, tùy vào nó. Rồi tiếp tục mình quay clip cận cảnh cặp chim này cho anh em xem. Mình bán là mình quay cận cảnh nha anh em. Đó cho anh em thấy cận cảnh từng con ha. Lồng lá đẹp, mướt bóng bẩy. Hoàn toàn khỏe mạnh hết cho anh em. Không có vụ tặc lỗi ha. Không có bệnh tật bất cứ một điều gì ha. Trên clip trên con đứng trên cầu đây là có khả năng con mái nè. Quay với khá gần rồi ha. Cách con chim khoảng tầm 10 cm thôi. Rất rõ. Đó. Cho anh em xem. Thì hiện tại cặp này đang có giá là 1,5 triệu. Cho anh em nào thích cặp này cứ alo em, giá 1,5 triệu. Trong clip này là có giá đầy đủ hết. Anh em nào thích thì cứ alo, 1,5 triệu cho cặp này. Mình giới thiệu sản phẩm thì mình quay rất rõ ràng, sắc nét, để cho anh em dễ dàng tham khảo, có cách nhìn đánh giá tổng quan trước khi mình mua. Chứ mình không có quay mờ mờ ảo ảo nha anh em. Mà mờ ảo ảo anh em không thấy rồi mất công kêu gỡ lộn chim nữa. Bên mình là cam kết là bán đúng chim, đúng cặp. Và không không tráo hàng. Đúng cặp, y như vậy. Quay rất sắc nét và rõ ràng. Và đặc biệt một điều nữa là bên mình cam kết là mình gỡ hàng đi. Nếu mà chim chết trong thùng, trước khi anh em nhận, anh em chỉ quay clip lại. Thứ nhất là mà anh em được hoàn tiền 100%, hoặc là chúng ta tiến hành chính sách đổi trả à, mình có thể gửi cho anh em cặp tiếp theo với điều kiện chim chết trong thùng do ngạt khí hoặc là do đơn vị vận chuyển, thì bên mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Gửi đến tay anh em là cặp chim phải y như vậy, còn sống khỏe mạnh đó. Còn anh em về nuôi thời gian sau thì mình không biết được. Chứ còn mình gửi mà anh em thùng hàng mà nó chết trong thùng là em sẽ hoàn tiền 100% cho anh em ha. Hoặc đổi trả tùy vào hai bên thương lượng. Bán là cam kết đúng y như clip vậy đó. Trên đây thì cũng có nhiều anh em thầy thợ cũng comment bình luận. Thì em cũng xin nhắc lại luôn. Trại bên em anh em nào thích thì đến giao lưu ha. Giao lưu uống cà phê cùng đồng nghiệp với nhau hết. Rồi khá đẹp. Chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em trong clip tiếp theo nha. Đó quay sơ qua một cái nữa. Con này dưới này có khả năng trống nè. Bự đẹp màu chuẩn bông đỏ ha. Bông đỏ tim đen khá đẹp, một con cườm đen và một con cườm trắng. Con này có khả năng giống mẹ nè, trên trại báo như vậy. Con này giống cha nè, đẹp, lông lá mướt bóng bẩy. Rồi chào anh em để đến với clip tiếp theo.